Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái ở vị trí thứ tư. Xin chào Tố My. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai MC và xin chào anh Hưng. Em tên là Tố My, năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên năm tư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, Đại học Y Dược mà đặc biệt là chuyên ngành nào ạ? Dạ, em học chuyên ngành điều dưỡng đa khoa. Chà, đa khoa rất là khó và cái khối lượng bài vở nó rất là nhiều. Vậy có thời gian để yêu không vậy hả, mà ngày hôm nay đến với ngôi sao tình yêu vậy? Dạ, chắc chắn là em không có thời gian để yêu nhiều rồi, tại vì trong 4 năm thì khối lượng bài vở của em nó rất là nhiều, cho nên là sắp ra trường rồi, cho nên là muốn tìm cho mình một cơ hội mới. Đúng rồi, cánh cửa đại học khép lại, mình mở cánh cửa tình yêu ra hen. Nhưng mà bây giờ giới thiệu kỹ hơn nữa đi về gia đình của mình nè, về sở thích, về cuộc sống hàng ngày của em. Quê của em là ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Cũng Tiền Giang luôn. Ồ, bên đây là Mỹ Tho nè, hiện bên đây là Chợ Gạo nè. Chợ Gạo là sát sông luôn đúng không cưng? Dạ, sát bên đó. Ồ. Gia đình em thì em là con một, và ba mẹ em làm kinh doanh tại nhà thôi chứ không có gì là quá nổi bật lắm. Nhưng mà được cả là ba mẹ em rất là thương em. Ồ, chắc chắn rồi, con gái rượu mà không thương sao được đúng không? Mà học đại học y dược mấy năm trời luôn chứ phải là 4 năm như bình thường như người ta. Dạ 4 năm. Ồ cũng 4 năm hả? Dạ tại cử nhân là 6 năm chứ. Dạ 6 năm là bác sĩ. Tại nếu mà học 6 năm thì sẽ phí tuổi thanh xuân lắm không? Dạ, em tiếc tuổi thanh xuân hả? Cậu cũng tính dữ lắm nghe. Học vừa đủ để kinh doanh, mở tiệm thuốc tại nhà lấy chồng cho chồng coi là được, còn không mình bán cũng được. Hợp lý đó em. Dạ. Thì chắc điều kiện gia đình cũng phải có để có thể chăm lo cho em suốt một quãng đường dài như vậy để tốt nghiệp đại học đúng không nào? Dạ cũng có anh, với lại em cũng có hay đi làm thêm. À giỏi quá. Em làm thêm việc gì vậy? Em hay đi đóng những cái extra phim của anh, tại vì em cũng đam mê nghệ thuật nhưng mà từ nhỏ là không có dịp để mà đi theo nó. À, là bạn ấy đóng những vai quần chúng dạ, trong những cái phim quảng cáo chẳng hạn. Dạ. Miễn thấy mình mê, mình vui là được. Bạn này lại thích nghệ thuật. Rõ ràng là chúng tôi chọn những nữ ứng viên ngày hôm nay là có những đặc điểm nó hao hao giống như là anh chàng Sĩ Hưng vậy đó. Và bây giờ gặp Sĩ Hưng rồi nè. Ở trong trường á, có anh chàng dược sĩ, bác sĩ nào hay là y tá nào đẹp trai như Sĩ Hưng chưa? Dạ em chưa thấy. Chưa thấy luôn, bữa nay thấy lần đầu rồi đó. Cảm xúc mình sao, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ cảm xúc hơi rung. Thấy trai đẹp rung hả? Dạ. Thấy anh có rung không? Dạ rung. Dạ anh cũng đẹp quá. Thấy sợ á, thấy sợ con bé đó, thấy sợ. À rung sợ, à cái rung đẹp chứ cái rung sợ nữa. Đó, rung đẹp, rung sợ. Đúng không em? Dạ đúng. Thôi bây giờ tập trung tình cảm của mình vô Sĩ Hưng, bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy đi. Anh ơi, hôm nay anh có mang theo điện thoại không? Anh có. Điện thoại anh có Google không anh? Google á? Google dạ. Có. Anh có thể search giùm em cái đường nào mà vào tim anh nhanh nhất được không? Search giùm em cái đường nào mà vào tim anh nhanh nhất được không? Cái điện thoại không có hả? Dạ không. Điện thoại anh mới có rồi đúng không? Dạ. Chỉ có ảnh, đồ của ảnh mới hiểu ảnh thôi. Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay cố gắng nha. Dạ. Chỉ một điện thoại của anh. Bạn có câu hỏi nào đặt cho Tố My không? My nói là ở nhà là con một đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chắc là bố mẹ cưng lắm nhỉ? Dạ. Để mà nói bố mẹ cưng con gái một ấy, thì có cho quen một người từ xa xôi từ Hà Nội vào đây không? Rễ Bắc đó. Cái đó thì tùy vào cái người đó nữa anh. Ví dụ mà biết cách mà thuyết phục ba mẹ em thì sẽ khác. Mà có con một mà bây giờ bắt dâu, bắt về bắt ở, sinh sống mở tiệm thuốc tây ngoài đó, chịu không? Vậy cái đó chắc em chịu thì mẹ chịu. Nghe mẹ ngậm ngùi quá. Mà thương quá rồi, biết sao giờ. Dạ. Rồi, bây giờ có tài năng thì thể hiện đi nào. Dạ em thì không có tài năng gì đặc biệt, thường thường là em chỉ nấu ăn ngon thôi. Vậy pha chế thuốc đi cho anh uống rồi anh yêu em luôn. Dạ cái đó được á anh, tại vì em biết nhiều công thức lắm. Ghê thiệt, chắc có quen Lý Hải nè, liều thuốc cho trái tim. Dạ. Vậy có tài lẻ gì không? Thì hôm nay thì em cũng tạo một số dáng chụp hình, mà bình thường em đi hay đi chụp thôi. Cảm ơn em. Bạn thấy cái vóc dáng của này sao? Rất là đẹp như một siêu mẫu á. Ồ, chắc trong trường nhiều anh theo lắm đó. Có đúng với ông mà bạn? Dạ, mấy bạn theo mấy bạn đâu nói em nên em cũng đâu biết đâu anh. Ôi, gì mà biết, ta đi theo ta không nói với mình. Em muốn hỏi anh một câu à. Ví dụ anh là một cái người quá nổi tiếng như vậy mà ví dụ như anh quen một cô gái quá là bình thường thì anh cảm thấy như thế nào? Anh thấy bình thường à? Anh cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì là anh muốn chọn cho mình một cô gái nào đó á, để anh có thể cất giữ riêng mình thôi. Cất em trong lòng tim của anh, cất em sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như
điều dưỡng thì em rất là tự tin trong vấn đề chăm sóc một người khác. Ví dụ như anh ốm hay là anh bị bệnh hay gì đó thì em có thể chăm sóc cách tốt nhất. Lỡ anh khỏe quá, quanh năm anh không bao giờ ốm, anh cũng sừng sững vậy sao? Dạ thì em sẽ làm cho anh bệnh em chăm sóc. Cái gì vậy? Bệnh kiểu như là bệnh tương tư á anh. À bệnh tương tư. Chứ không phải là bệnh kia. Ôi khéo chưa. Sao để làm cho anh mắc bệnh tương tư nè? Cái đó để riêng đi anh, không có nói đây được. Không quên. Nói đây làm đây lỡ anh với khán giả bị chết luôn. Nuốt đồ uống cho kịp. Thực sự anh là một người Bắc thì không biết là em có ngại về cái vấn đề địa lý không? Dạ em không có ngại xa về địa lý, em chỉ sợ xa lòng thôi. Ôi chỉ bị xa lòng thôi. Mà quan trọng là bên đàn trai, người ta đi rước dâu, người ta phải bay từ Hà Nội bay thẳng Chợ Gạo đó, chịu không? Có ngại không? Em không ngại chuyện đó. Ừ đấy, anh không ngại, vì em phải ngại đúng không cưng? Còn một câu hỏi nữa anh muốn hỏi em là em có bị ghen quá không? Cái đó thì không anh. Không em rất là thoải mái, kiểu như là khi mà người ta mà thương mình thật á, thì người ta sẽ biết giữ khoảng cách với những bạn gái khác và không để mình phải ghen. Nếu như mà người đàn ông đó để mình phải ghen thì người đó không đáng để mình yêu. Chọn giờ anh đi đóng phim, chào đạo diễn bắt hung đi. Hung đi, hung đi, ơ, dần chào. Không từ chối được, cách xê, khủng lắm. Dạ thì anh đó sẽ có một cái cách nói với em về là hôm nay sẽ đi quay một cái gì đó. Anh có thể nói với em trước, chứ đừng có để là em tự nhiên mà thấy cái cảnh đó mà khi anh không thông báo với em thì em sẽ rất là buồn. Nhưng mà anh cảm thấy con gái á rất là nhạy cảm cái chuyện đó. Người ta bảo là không ghen nhưng mà về nhà là mặt cứ mặt nặng mày nhẹ không à? Ừ đúng rồi đấy, mặt nặng mày nhẹ vậy khó chịu lắm em ô. Có không? Có mặt nặng mày nhẹ? Có dằn chân sáng chén không? Dạ không anh, tại vì cái nghề nghiệp của em á là khi mà đi làm á, nếu như mà mình bực bội mà mình nói mà với người khác á thì sẽ rất là ảnh hưởng tới công việc, cho nên là bình thường em rất là ít nhăn mặt, lúc nào cũng cười thôi. Còn con này dễ quá người ta. Vậy không có ghen luôn, lỡ người yêu dấu thì chỉ buồn thôi chứ không có ghen luôn. Đã ghen bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn, ôi dồi ôi, tới luôn em ơi. Anh thích mấy người vậy đó. Cho mình thoải mái đầu óc, tinh thần nữa. Anh sợ mấy người ghen lắm. Dạ với lại em muốn một cái người chín chắn. Có nghĩa là em phải học được gì từ cái người đó thì sẽ trau dồi bản thân của em hơn, chứ không phải là quen để cho vui. Trời ơi, một bầu trời kỹ năng đây em ơi. Em thích thời trang người mẫu gì đây? Anh sẽ cho em biết, hướng dẫn em thoải mái bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dạ em cũng thích người mẫu mà không có cơ hội anh. Ok, và bây giờ xin mời quý vị cầm điện thoại lên. Quý vị khán giả sẽ đặc biệt danh cho cô nàng này, kết nối tín hiệu của mình đến với ngôi sao tình yêu. Chúng tôi sẽ chọn ra những biệt danh thú vị để cho bạn Sĩ Hưng tham khảo. Sĩ Hưng ơi, đặt biệt danh cho Tommy nào. Bây giờ ngôi sao tình yêu sẽ chọn ra những cái tên thú vị. Xin mời. Điều dưỡng chân dài. Hay ha, mình nghĩ đây là trong phim luôn á, cũng được bông. Người ta đại gia chân dài, con này điều dưỡng chân dài. Ghê thiệt, ghê thiệt. Biệt danh thứ hai là trời, nghe quen quen lắm. Nghe giống như mấy cái tên như Hai Phượng rồi Bụi Đời Chơi Lớn à, Mi Chợ Gạo. Nghe như chị Đại vậy đó. À đừng giỡn mặt nha. Chị tao làm Mi Chợ Gạo mày nghe tên chưa? Đánh dấu lãnh thổ liền. Tao nghe gần gũi với sợ luôn. Chỉ là điều dưỡng. Lộn xộn là chỉ truyền nước liền. Lộn xộn là chỉ truyền nước liền. Chị rút nước hay truyền nước là chuyện của chị đó. Còn Mi Chợ Gạo, bạn thấy tên gọi này em mà nghe cưng quá. Dạ cũng thích, tại vì quảng bá cái chỗ nơi em ở mà. Ừ. Và tên gọi tiếp theo là Họa Mi Tóc Dài. Thì trước xưa có Họa Mi Tóc Đo là chị Mỹ Tâm. Và bây giờ chị có Mi có việc danh là Họa Mi Tóc Dài. Họa Mi biết hót không Họa Mi ơi? Không hay lắm đâu anh. Đâu hót anh nghe thử coi. Anh ơi anh ở lại một chút thôi, xin anh ở lại, đừng làm áng mây cho trên bầu trời. Quên mất rồi các anh ơi. Không cần hát hay, chỉ cần hay hát. Hát chứ không làm được. Và bây giờ sẽ là biệt danh mà bạn Sĩ Hưng dành tặng cho Tommy. Xin mời. Ồ, khá dài, khá chữ. Cô điều dưỡng không biết ghen. Đó là cảm nhận của bạn về cô nàng này. Một cái biệt danh để mình nhớ là cô này cô làm nghề gì và cá tính cô ra sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn. Xin mời mọi người nhắn tin bình chọn.
Thời gian này là thời gian để chúng ta tham khảo ý kiến của mọi người. Đừng khoan để đưa ra quyết định. Sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Nhưng quan trọng hơn hết là ở trong tâm.